Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Agrana Tactics nhá. Hôm nay ta quay trở về game đi làm video tiếp tục về con nhân vật mới ở đây. Lần này là con gì nhỉ? Con người mẹ không? Thì lần trước ta lấy con đấy về rồi, hôm nay ta xử lý nốt một số nhiệm vụ liên quan đến nó. Thì trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đợt này đang nhân cái sự kiện bóng mình mở nốt mấy quả bóng ra lấy thêm chút tài nguyên nhá. Thì đợt này mình quay video bị trễ quá. Ở đây mình có 2.800 bóng mình mở nốt đi. Cái này cho mình hồi lượng tài nguyên khá là nhiều, đa dạng nguồn. Nó có rất nhiều loại tài nguyên trong này, rất nhiều thứ mình cần. Mình sẽ mở hết cái đống này ra trước đã. Bình thường mình chả biết làm gì, mình toàn đi treo bóng này. Những cái đợt sự kiện đặc biệt này giúp mình kiếm được khá nhiều cái thủy tinh đỏ này. Một cái vật phẩm mà bình thường mình nạp tiền mới có, đợt này những cái đợt sự kiện này sẽ giúp bạn kiếm được free nguồn đấy. Mỗi lần nó mở cho ra khá là nhiều, trông ít ít vậy thôi mà cộng dồn lại nhiều phết đấy. Thế những cái vé quay, những cái linh thạch, các thứ, những cái chuyển ấn, các thứ linh tinh đấy. Rất nhiều cái quan trọng. Nói chung là sự kiện này là sự kiện khá là ngon. Mở hết cái đống này ra lấy tài nguyên chơi cho dễ. Rồi sau khi mở xong hết thì mình lên được thêm 44.000 cái thủy tinh này, rất là ngon này. Sau đó mình vào chỗ cái vé mình lấy nốt cái quà xong. Bình thường đúng ra là mình phải làm hết cái nhiệm vụ này để mình nhận quà nó xong, nhưng tuy nhiên đợt này mình làm hơi trễ. Nhưng mà thời điểm này thấy video mình quay còn 1 giờ 4 phút nữa là mình sẽ làm không kịp, tại vì mình bận chơi nhiều thứ quá mình không thời gian mình chơi. Nên hôm nay mình đang nhân tiện cái đợt đang nhiều cái này, dùng cái này lên cấp cho nhanh đi. Ấn cái này lên cấp thì mất có 50 nó nhanh, tại vì đang cái sự kiện đang rẻ. Và bình thường thì kiếm cái này rất là khó thì không dám làm vậy. Nhưng đợt này nó rẻ ấy luôn, để mình lấy cái chấn của nó về. Lấy cái chấn của nó về là cái vũ khí cuối này. Đây chính là cái chấn của nó này, mình lấy về cho nó nhân trước khi nó hết sự kiện. Tại vì bận quá bây giờ bắt đầu mới quay được, nhận hết quà nhé. Sau đó nhận thêm lần nữa xem quảng cáo. Xem quảng cáo nhận thêm lần nữa này. Mình sẽ được hai cái chấn rồi, mình xem cái nào chỉ số đẹp hơn thì mình lấy nữa. Có cái phần thưởng ở dưới thì phải nạp tiền mới có, mà thôi mình không đầu tư game này lắm thì thôi. Đấy là sơ qua tất cả quà nhận xong nhé. Thôi bây giờ tôi sẽ nói qua một chút về những cái nhiệm vụ liên quan đến cái con tướng này cho bạn nào giả sử có vấn đề cần thắc mắc thì có thể biết. Rồi, tất nhiên là bây giờ thời điểm mình quay video là hết thì lên video là xong sự kiện rồi. Nhưng những con sau nó sẽ na ná như vậy thôi. Thì đầu tiên trong này có số hiệu nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là nhiệm vụ viết đánh giá cho người mẹ và thiết lập người mẹ vào anh hùng nhà chính ấy, thì làm như này này. Là mình sẽ vào chỗ anh hùng này.
sau mình tìm con người mẹ, con đấy là hệ pháp sư, để chỉ cái ô pháp sư cho nhanh, sau mình kéo xuống dưới, đây con người mẹ đây này, thì khi mà chỉ con người mẹ ở dưới cùng đây cái chữ đánh giá, xong bạn chỉ vào cái chỗ đây, xong bạn viết cái đánh giá cho nó, ở đây mình đánh giá rồi, còn nếu bạn nào chưa đánh giá để vào đây ấn chữ đánh giá, xong viết lời vào đây, dù đây ghi ở đây, nhập cái chữ trước mình ghi là đẹp, xong ấn ok mình gửi đi, xong ấn gửi đánh giá đi là xong, thì đấy vấn đề về đánh giá. Còn tiếp tục cái vấn đề thiết lập cái này ra nhà chính ấy, thì là để ý là nhà chính ở đây ý là cho bên ngoài game này, dù bên ngoài game mình đang để một em tướng này đang chuẩn bị Giáng sinh, mình đang để em thánh nhân ở bên ngoài đúng không, thì bây giờ mình cho con người mẹ ra ngoài bằng cách là mình lại vào chỗ đấy, mình chỉ vào tướng, sang góc phía trên có biểu tượng hình giống cái vương con người độ cái vương nghiệm này, thì ấn vào đây một cái, sau đó mình chui ra ngoài thấy là sẽ ra vào nhà chính rồi nhé. Đây ấn nhầm, ấn thêm phát nữa, mình ấn nhầm hai lần, ấn một lần thôi đấy. Ấn hai lần thì nó mất, nhưng mà ấn một lần sẽ ra nhé. Đây, như vậy là xong nhiệm vụ nhé. Tiếp tục đến nhiệm vụ tiếp theo. Đây sẽ nó yêu cầu cái gì nào? Là trang bị cổ vật lên người mẹ và trang bị ấn tự lên cho người mẹ này. Thì mình sẽ vào như sau, mình lại vào chỗ anh hùng. Sau mình chỉ vào con tướng đây, cổ vật ở cái chỗ này, mình chỉ vào đây. Sau mình trang bị cổ vật vào. Ví dụ bây giờ mình mới có cổ vật mới, mình xem cổ vật mới có chỉ số gì nhé. Mình có hai cổ vật liên quan đến con người mẹ đây. Cái này nó tăng cho bạn cái chỉ số phía dưới này. Thì sát thương cho anh hùng lên này, tăng cái tỷ lệ kích hoạt kỹ năng này, giảm cái thời gian hồi kỹ năng này, và cái bên này tăng gì sát thương do anh hùng gây ra, tăng kích hoạt kỹ năng, giảm thời gian hồi kỹ năng. Các bạn hai cái này chỉ số na ná nhau nhỉ, không có khác biệt mấy. Và hai cái này đều tăng MATK, mà cái này nó tăng là 7.05, cái này có 5.85 thì chắc cái 7.05 vẻ cao hơn nhỉ. Tôi lấy cái này đi, xong rồi trang bị vào cho tướng nhé. Đấy, như vậy khi mình ấn trang bị xong như vậy mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ trang bị cổ vật cho con người mẹ này. Và tiếp tục bây giờ ấn sang chỗ ấn tự phía dưới này, thì mình sẽ vào đây thấy có mấy cái ấn tự ở đây không, thì mình trang bị vào cho nó thôi, chỉ vào đây chọn ấn tự ghép vào cho nó là sẽ xong. Ở đây hiện tại mình đang thiếu một cái vị trí, ở đây mình chưa kiếm được cái viên nó giống hệ thì tạm thời chưa trang bị vào. Thế đại khái mà chỉ ở đây mình trang bị một viên bất kỳ vào là được, không cần thiết là cùng hay không, trang bị một viên là sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ ấn tự nhé. Tiếp tục là quay trở về cái vé tiếp để xem có nhiệm vụ gì tiếp nào. Tiếp tục ở đây là xuất trận, đây là xuất trận người mẹ vượt qua đột kích bang hội và chỗ thám hiểm hắc địa. Đấy, và chỉ thêm số lần đối với hầm ngục bí mật. Thế là những cái đấy là như sau. Để làm nhiệm vụ liên quan đến bang hội, đầu tiên phải vào trong một cái bang hội nhé. Ví dụ mình đang ở trong cái bang hội rồi, sau ấn vào dưới cùng nó cái đột kích bang hội này, ấn vào chỗ sẵn sàng này, sau đó bạn ấn vào tiếp này. Thì đây bạn chỉ một cái team mà đánh. Ở đây mình đã đánh xong rồi, nhưng mà trong cái team đó bạn phải có con người mẹ nhé. Ví dụ như cái team đầu tiên của mình ở đây, team đầu tiên mình đã để con người mẹ đây này. Thì team này mình đánh sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Còn nếu mình dùng cái team dưới này không con người mẹ thì mình đánh sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. Nên bạn chú ý là cái team đấy phải chứa con người mẹ bên trong là được. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn ở đây mình đã đánh rồi nên là sẽ không có được. Hoặc bạn nào chưa vào công hội, chưa vào cái hội nào cả thì sẽ không đánh được cái nhiệm vụ này. Còn chỗ thám hiểm hắc địa ở đây chính là chỗ này. Thế là hiểu nôm na bạn cũng lại làm tương tự thôi. Các bạn lại trang bị con người mẹ vào đánh. Ví dụ ở đây hiện tại mình đang trang bị con người mẹ rồi, thì bạn cho đấy, bạn treo cái này một chút là được. Chỉ cần cho vào bắt đầu tấn công phát nó hoàn thành nhiệm vụ luôn. Còn không cần biết bạn thắng hay thua được bao nhiêu cửa, cái đấy không quan tâm. Nên chỉ quan tâm là bạn cho con người mẹ vào trong thám hiểm hắc địa thôi. Ở đây có vẻ nó hơi lag một chút xíu, nó vào hơi chậm. Đây không? Thì đó chính là cái team nãy của mình đây. Con người mẹ đang trang bị ở trong rồi đúng không? Thì đấy, làm như vậy sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rồi mình chui ra ngoài tiếp nhé. Và cái chỗ hầm ngục bí mật là cái chỗ mình sẽ demo một chút con người mẹ cho bạn xem. Tại vì con đấy là cơ bản, cái đấy là dễ nhất. Thì cái hầm ngục bí mật sẽ chỉ bạn cuối cùng. Bây giờ tụi mình đến tiếp cái chỗ này, mình xem có nhiệm vụ nào khác không. Còn một số nhiệm vụ bắt bạn làm nhiều lần, bạn làm nhiều lần thôi không? Còn nhiệm vụ chiến thắng ở đấu trường này, và tiêu diệt boss này, và thì cũng chỉ tiêu diệt boss với lại đấu trường với thám hiểm Oteza thôi. Rãnh nứt, xâm lược. Rồi ok, những cái đấy mình sẽ chỉ bạn tiếp. Ví dụ tiếp tục bây giờ, ví dụ như là cái thám hiểm Oteza thì bạn vào đây. Cũng tương tự như vậy, bạn chỉ vào một cái cửa bất kỳ. Bạn nào yếu chỉ cửa thấp thôi, bạn nào khỏe chỉ cửa cao. Sao bạn cũng lại vào tấn công với một cái team lại chứa con người mẹ bên trong là được. Rồi mình chỉ bạn cái vị trí thì bạn biết thôi. Đấy là như vậy, và tấn công thành công một lần là sao? Nếu yêu cầu 15 lần và đánh 15 lần liên tục như thế là coi như sẽ hoàn thành. Còn chỗ tiêu diệt boss đây thì bạn chỉ vào đây. Sao bạn giúp bạn chỉ vào con này và tấn công. Thì trong cái team bạn tấn công thì cũng có chứa con người mẹ là được nhé. Nó chỉ vấn đề chỉ đơn giản thôi. Chỉ sợ một số bạn kiểu mới chơi người ta không biết vị trí ở đâu thôi. Chứ còn cơ bản thì không có gì. Hay rãnh nứt thì cũng xông vào đây đánh này, cũng chỉ vào đây đánh, cũng vào tấn công này đúng không? Sau khi tấn công bạn, trong quá trình bạn ghép, bạn cũng ghép con người mẹ trong cái quá trình bạn đánh cái cửa này, cần ghép một con là được nhé, là bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục là còn cái gì đấu trường. Đấu trường bạn nhớ chú ý là yêu cầu thắng. Đúng không? Thì khi bạn vào đánh đấu trường trong cái lượt đánh ở đây, mình đã hết lượt mất rồi.
Nhưng ví dụ đánh vào đây thì mình, trong cái team mình đánh phải có con người mẹ. Ví dụ team này của mình thiết lập nhóm này thì team này mình có con người mẹ rồi này. Nếu bạn chưa có cho nó vào, sau khi có team có người mẹ rồi chỉ ở team này, sau bạn chọn cái team nào lực chiến thấp thấp thôi để bạn đánh. Ví dụ mình chọn cái team này thôi mình đánh thì sẽ xác suất mình thắng sẽ cao hơn. Nói chung là lúc đầu mùa nó cũng dễ đánh ấy mà, nên kiểu gì bạn sẽ thắng được một lần thôi. Như vậy sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Còn xem nó yêu cầu bao nhiêu lần thắng thì bạn cố gắng làm bấy nhiêu lần. Còn cái cuối cùng là cái xâm lược. Cái xâm lược chỗ này thì bạn chú ý là cái xâm lược ấy là không phải giờ nào cũng mở. Ví dụ bạn thấy đây còn 5, lúc mình quay video còn 5-8 phút nữa mới mở, thì bạn chờ nó mở và xong vào đánh. Và trong cái đánh thì bạn cố gắng bạn chỉ vào đây đánh, xong vào xong vào tấn công. Và khi bạn tấn công bạn ghép trong cái quá trình bạn đánh, bạn ghép được một con người mẹ là sẽ được. Nhưng bạn chú ý một chút là trong cái xâm lược ấy thường sẽ có một số cái tướng cấm, tức là thường sẽ có 3 con đánh xâm lược một đợt, thì trong 3 con này sẽ có thể có một con nào đó cấm con tướng liên quan đến con người mẹ, nên bạn chú ý là tránh cái con đó ra. Ví dụ mà bạn biết là các con người mẹ cần những con tướng gì thì bạn sẽ vào trong chỗ anh hùng cho mình. Bạn vào anh hùng cho mình, sau đó bạn chỉ chỗ danh mục, sau bạn kéo xuống chỗ con người mẹ để bạn xem nó cần những con gì. Thì bạn thấy nó sẽ cần ở đây là những con tướng, ví dụ như là con băng ma hay con thực hồn ma nữ đúng không? Thì nếu chẳng một cái con một cái cửa xâm lược nào đó mà nó cấm con băng ma chẳng hạn ấy, thì bạn không nên đánh cửa đó vì bạn sẽ không thể nào ghét được con người mẹ. Nó chỉ đơn giản lưu ý vậy thôi. Còn sau quá trình bạn ghép và ghép được con người mẹ là xong. Nó chỉ lưu ý bạn vấn đề đấy. Tiếp tục nữa là còn cái gì không nhỉ? Mình xem tiếp nha, còn cái gì không nhá. Để ra phần cái nhiệm vụ nó giống nhau ấy mà. Mình xem qua còn cái gì không. Đấy, còn một số nhiệm vụ mình lười đánh đây, ví dụ như hầm ngục mình đánh 10 lần trên 15 rồi mình lười đánh nốt 5 lần. Nên đợt này nhiều tài nguyên quá mình ấn luôn cho nó nhanh ấy mà. Còn đây, ví dụ ở đây đánh chế độ thường với đánh chế độ khó người mẹ thì đơn giản thế này thôi. Để bạn vào trong chỗ hành trình này. Ví dụ ở đây chế độ thường không? Thì đánh nhanh nhất ấy, thì vì chắc một bạn nào chưa đi hết cái hành trình này thì bạn đánh luôn ở trong cái cửa mới nhất. Còn nếu bạn nào đánh qua hết rồi bạn chọn mình những cái chương 1-2 này, những chương này nó yếu. Giờ trong quá trình bạn đánh bạn chỉ một cửa bất kỳ, bạn đánh bạn ghép con người mẹ là xong. Bạn chọn những cái cửa yếu để cho bạn đánh cho nó nhanh. Chứ không bây giờ đánh mấy cửa kia nó lâu quá, nó lâu ấy. Nhưng mà tại mình bận quá mình chả đánh, mình dùng luôn cái thủy tinh mình nhận quà luôn cho xong. Còn nếu bạn nào mà tiết kiệm ấy thì bạn vào đánh những cửa này cho nó nhanh, chỉ cần ghép được con người mẹ một lần là xong. Nó yêu cầu 30 lần thì bạn làm 30 cửa, đánh 30 lần cửa này chẳng hạn thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhé. Tương tự như vậy với chế độ khó, và chỉ sân chế độ khó chọn một cửa yếu yếu thôi, đánh cho nó nhanh. Còn vừa dễ thắng này vừa nhanh thì bạn ghép xong con tướng là xong. Còn bây giờ cuối cùng là đánh con thế hầm ngục bí mật một cửa để chúng ta demo qua cách ghép con này nhé, để cho nó hoàn thiện tí. Ví dụ ở đây mà trước đó chắc mình nâng cái level một chút xíu. Ở đây cái ấn từ thì chắc mình trang bị cái gì đó nó nhỉ. Giờ ấn từ con người mẹ bây giờ không biết trang bị ấn từ gì đây. Ở đây hiện tại mấy ấn từ đang có thì có vẻ nó chưa đủ lắm. Đấy này cộng thấp quá nhỉ. Ở đây mình lại đang thiếu một món thì mình chưa cho nó full sức mạnh được. Thôi mình đang sẵn cái ấn hình cái chữ A này đang cao rồi, mình lấy luôn thì cho nó tiện nhé. Thật ra bây giờ mấy cái ấn kia bây giờ cũng chẳng quan trọng lắm. Con này các bạn ấy không thiên về sát thương lắm ấy. Rồi cái này mình trang bị bừa cho nó có nhé, mình trang bị bừa cái này vào nhé. Ví dụ ở đây mình niêm phong cái này vào. Ấn vậy cho nó tiện thì cho nó thành một set cho nó đỡ củi đúng không? Tất nhiên nó chưa phải ấn tốt nhất cho nó đâu, nhưng mà cái trang bị bừa cho nó có. Rồi sang bên này trang bị thêm phát bên này nữa. Để kiểu cho có 3 món giống nhau kích thuộc tính một chút ấy mà. Rồi nhá, sau đó chui ra ngoài, rồi kích hoạt một chút thuộc tính lên để trang bị cho nó có thôi. Chứ không các bạn đừng có bảo sao để trang bị cái đấy. Ở đây trang bị cho nó có thôi. Và cái này mình sẽ nâng nhẹ cái cổ vật riêng của nó đi một chút xíu. Tăng level một chút xíu. Mình để kiếm thêm một số cái cổ vật bên ngoài và đây nhận thêm một chút quà ở đây nữa. Mình ra mình nâng nó tiếp. Mình quay trở về cái chỗ này nó còn rất nhiều cái giường chưa mở, mở cái giường này ra. Lấy những cái cổ vật rác để mình nâng nó lên level lên nữa mà. Để tài nguyên mình cũng nhiều ấy, mình nâng nó dễ. Mình kiếm mấy cổ vật tím mình nâng cho nhanh thì mở nó ra đừng ra tí mình nâng cho gọn. Ở ra hiệu triệu cổ vật cũng được. Mà cái này mình thấy cái này nhiều cái mình chưa nhận quà quá, mình ấn dần cho nó bớt đi. Cái này lưu ý các bạn ấn cái này khi mà túi đồ bạn rộng mà bạn còn nhiều vàng, trong trường hợp xấu mà còn cái mà nâng nhé. Còn như túi đồ bạn hẹp quá mà vàng bạn hết thì không nên ấn vầy, nó sẽ bị đầy. Mà khi nó đầy túi thì bạn không đánh được một số hoạt động được đâu.
nên chú ý là đánh cái này, ví dụ như túi đồ mình đang rộng và mình đang có rất nhiều vàng thì mình có thể xử lý kiểu này được. Còn không phải làm ít một cho nó rộng túi ra. Đây mình cứ mở luôn thì mình ấy cho nó gọn đấy. Thật ra mình định vứt đi một số cái cổ vật cam đấy nhưng mà nó nhiều quá thì ngại lắm. Cái đồ cổ vật tím tím trở xuống là mình vứt luôn. Còn những cái màu cam thì mình chưa lọc nên mình cứ để từ từ. Lâu lâu cũng được cái cổ vật cam, đa phần là tím trở xuống thôi. Tím xanh trắng gì đấy thôi. Ra chả cần nâng đánh cũng được ấy, mà nâng thì yên tâm, xông vào nâng tiếp thôi nhé. Đây, quay ở đây nâng con này lên tiếp. Thì ra các người mẹ mình đang ở level 5 nhé, hiện tại mình chưa lên level cao hơn. Phải lên level 8 mới mở được hai ô cổ vật. Và hiện tại giờ mới được có level 5 thôi. Dù bớt với cái này đi, những cái một sao này nó tốn chỗ lắm. Mắc thì là level 10 chứ. Khi mình cường lên sẽ mở mình những cái ô mà đang bị khóa ở dưới này. Thì đủ level nhất định sẽ mở ô khóa ra. Nó tăng mình thêm một số cái dòng. Có những món cho mình viết trước một số dòng cố định, nhưng mà có những món bắt buộc mình nâng bắt đầu mới ram đừng nữa dòng. Vẻ vẫn chưa đủ level 10. Mình mở thêm vài túi nữa là sẽ đủ, nó gần đủ rồi. Là level 8 rồi. Rồi quay đây ấn thêm một chút nữa là được. Nốt phát này chắc là đủ nâng cấp đấy. Rồi mình vào nâng lên level 10 rồi mình xông vào đánh tí. Rồi đây rồi, max level nhá, kích hoạt mấy cái dòng này lên rồi nhá. Rồi bây giờ tôi mình quay lại tí. Có cái này hiện tại mình chưa có đục quét tăng sao linh tinh vào cho nó đâu. Tại vì cái này chưa chắc mình đã chơi con này. Nên cứ để vậy thôi. Rồi bây giờ quay về cái chỗ này vào trong chỗ nhiệm vụ và thấy có chỗ này là hầm ngục bí mật này. Mình rất thích là test những con tập ghép những con tướng mới ở trong cái hầm ngục bí mật, bởi vì nó đánh nó lâu. Đánh nó lâu thì cái thời gian mình ghép nó sẽ dài, cơ hội mình ghép thành công sẽ cao và mình ghép như vậy thì mình sẽ cảm giác mình nhớ hơn. Rồi xong vào tấn công cái hầm này nhá. Vẫn sử dụng đội hình cung thôi. Chúng ta sẽ cùng ghép thử nó xem nó cần những con tướng gì nhé. Thế đây thờ cầm hùng bí mật thì nó cho bạn ghép số lượng tướng sẽ nhiều hơn những cái chế độ khác. Và cái thời gian ghép nó sẽ được dài hơn. Thì bạn có thể có cái thời gian bạn chăm chút và học ghép hơn. Và ghép chế độ khác thì bạn cũng sẽ ghép được thôi, nhưng mà sợ nó hơi lâu. Từ đây mình ta sẽ căn thử xem con người mẹ cần những gì nhé.
Con người mẹ xuất phát điểm sẽ cần những số con như là pháp kiếm, sát thủ, truy tung giả, ninja, vũ sư và thuật sĩ. Giờ cứ vứt tạm mấy con ở đây trước đã, phòng không mày nó đánh luôn. Này lên được con vũ sư là một này. Thử ram đường xuống con gì đây. Này lên con truy tung giả này. Pháp kiếm này. Đây một số con để ghép luôn. Lên lên con xạ thủ tiếp để phòng cái gì ghép hải tặc tiếp. Những cái chế độ này sẽ đánh rất là dài, đánh tiện. À ví dụ như cả chế độ hầm ngục cũng tương tự vậy nhá. Nếu bạn nào yếu quá bạn đánh cái số cái cửa đầu nó dễ nhé. Đây mình đánh cái cửa cao nhất vừa làm nhiệm vụ luôn này vừa tiện luôn. Đây sẽ cho bạn mở rất nhiều tướng thì mở thêm ô tướng này. Để lên tiếp con vũ sư tiếp, mình cần vài con vũ sư, cần lên con siêu năng lực sẽ liên quan đến con người mẹ nhé. Rồi ở đây bỏ mấy con này vào nên tạo con ninja. Ấn nhầm dù sử ra con hiệp sĩ rồi, thôi kệ đi. Lần nãy định lên con ninja ấn nhầm đấy. Từ những con cơ sở lên mình cần lên con siêu năng lực ở lên xong rồi, cần lên chiêu hồn sư samurai với lại miêu phù thủy nữa. Xong bắt đầu lên băng ma với thực hồn ma nữ, xong lên con người mẹ. Để mình biết qua vậy để mình ghép thôi. Vũ sư mình có hai con rồi chắc không cần thêm đâu. Nên dù ở đây mấy con này hiện tại chưa được con nào nhỉ. Cứ mở thêm một ô tướng đánh từ từ đi. Đánh cửa cao nhất sợ may nó thua thôi. Nói chung là những cái chế độ mà nó yêu cầu trong cái vé chiến đấu là toàn những cái chế độ mà tính chất là có thể đánh những cửa dễ để vượt qua được nhé. Để lên dần con vũ nữ đi cũng được. Chưa đủ mở thêm ô. Lên con sát thủ ấy để thôi lên truy tung giả tiếp đi. Để lên con thợ săn trước thì về sau lên con Indra. Này lên con thợ rèn lên lính nhỏ trước này. Này lên con man nhân, lên thủy hộ giả đi. 6 Rubik mở thêm một ô tướng. Mua túi lựa chọn ra đường xuống tướng tiếp, cái này lên được con linh mục này, lên là hiệp sĩ rồng đền thì cho lên nó tanh tanh một chút đi. Tụi của số này xuống này, võ sĩ giờ chắc là thừa bỏ đi nữa là mới tiếp. Này lên được con thượng tinh linh đi. Này lên dần con thuật sĩ đi cũng được, lên con chiêu hồn sư liên quan con hải tặc này, nhưng mà cần lên thực hồn ma chứ còn cái con mật sư không liên quan đúng không. Này lên tiếp con ninja, lên con samurai là cần này, lên thực hồn ma nữ này, đây con này con cần này. Rồi cho con này đứng vào trong đã, cho con cung vào kích hoạt cung thêm. Ở đây mình muốn ghép dần cho nó quen nữa. Nói chung với con người mẹ sẽ có tướng hỗ trợ để giúp vào team, giúp giờ team sống chịu nó trâu hơn nữa. Từ đây lên tiếp một con ninja tiếp thì cũng được. Đây là con thuật sĩ tiếp, sát thủ lang bạc với hải tặc này. Đây lên tiếp một con thợ rèn tiếp đi cũng được. Chưa biết thay chỗ nào cả. Để cho tấn công tạm đi đã. Từ chỗ con siêu năng lực ở đây, hiện tại mình cần lên con băng ma, mình cần thêm sát thủ với thuật sĩ nữa. Mình cần kiếm thêm đạo tặc với lại pháp sư. Này lên thêm con hiệp sĩ nữa cũng được. Này bỏ bớt tinh linh, tinh linh nó hơi nhiều, võ sĩ cũng bỏ đi thôi. Mua thêm Rubik một tí nữa. Này lên tiếp con thợ rèn tiếp, hay lên liễu kiếm nhỉ, hay lên liễu kiếm đi. Con này lên tiếp một con ninja mà nó hết túi lựa chọn rồi. Mở Rubik lên tiếp đi.
4 Rubik thì chưa đủ MO cho tấn công tạm đi. Chỉ sợ hôm nay trong quá trình đánh bị chết tướng thôi. Thật ra cái này anh chả cần sợ chết tướng lắm, quan trọng là có 3 mạng để dùng sao chết 2 lần nữa, đừng có chết 3 lần. Tinh linh hơi nhiều, vứt bớt đừng con đấy. Để tiếp được xạ thủ tiếp, cái này để lên dần con biệt kích tiếp được. Cho thay thế con này. Mua túi lựa chọn ra được xuống con gì đây? Đây lên con ninja đi. Lên thập tự quân lên đấu giả đây. Bây giờ đấu giả mình cho nó ấn cung vào cho thành hệ cung nhé. Ấn giả ra là kiếm sĩ cho thành cung này. Đấy thêm túi lựa chọn này đây. Đấy túi lựa chọn dấu ấn để chọn là cung hay sang hệ khác. Võ sĩ thì bỏ đi, tinh linh cũng bỏ bớt đi nữa. Này mở thêm ô tướng thì bỏ tiếp con võ sĩ đi. Lại tinh linh tiếp bỏ bớt đi. Cái túi lựa chọn có mỗi túi này chưa giải quyết nhanh được. Đánh cái hầm ngục nó khá là dài, đánh cái thông thảm đánh. Giờ bỏ bớt tinh linh trước mình xem có cố được không. Bây giờ nếu ra thêm được đạo tặc thì ngon. Đây ra pháp sư thì lên con thuật sĩ này. Giờ lấy thêm con đạo tặc thì ngon. Tinh linh bỏ đi mình dùng túi lựa chọn lên luôn sát thủ đi. Để lên miêu phù thủy, lên băng ma, lên luôn người mẹ xong. Cái vấn đề đầu tiên là ghép xong người mẹ nhé. Bây giờ cho người mẹ sang hệ cung này, chuyển sang dấu ấn cung thì cho nó sang cung đi. Đấy là một trong những mục tiêu chính của cái video là xong nhé, ghép xong người mẹ nhé. Để cho tấn công tiếp này. Bây giờ có con người mẹ rồi đánh nhau sẽ yên tâm hơn chút. Con người mẹ thiết kế như phi hành gia ấy nhỉ. Bây giờ mình ghép con Inora đi. Đấy, tiếp tục bây giờ có cung ở đây, lên tiếp con xạ thủ. Này lên thêm con thợ rèn đi. Có rất nhiều điểm, bắt đầu đổi thêm điểm xuống, cái này bắt đầu mở thêm ô đi. Cho tiếp thợ rèn đứng vào đây đã. Này lên tiếp ninja tiếp đi. Mua túi lựa chọn này xuống tiếp. Ở đây hiện tại con này mình đang ghép dở, con này con chuẩn bị ghép con gì nhỉ, quên mất rồi. Ở đây mình đang có con này rồi, mình còn thiếu một con nữa, cần thêm pháp kiếm nữa. Pháp kiếm với liễu kiếm tiếp. Để lấy con túi chọn lấy liễu kiếm lên rồi cuồng thương thủ đi. Mình cần thêm một con này nữa, mình hết túi lựa chọn mất rồi. Mình cần thêm một con tu sĩ nữa. Còn giờ chỗ này có để từ từ vài đánh nữa. Cho con này vào đứng tạm nữa. Tấn công tạm đi đấy. Này lên thành con sát thủ tiếp, lên thành kẻ báo thù đi, ghép thành cung thủ thần bí đi. Này được con linh mục này, lên được gần ma nữ tu sĩ này, con nick này. Xong chuyển con nick sang hệ cung. Mình rất thích chơi nhiều cung nên mình chuyển hết sang cung. Giờ ghép thêm con hải tặc đứng tạm lúc chờ chứ. Thôi có để bày đánh tạo đi, lên con truy tung giả tiếp đi. Lên con trinh sát đi, lên, chưa đủ Rubik thì để đứng tạm đó. Cho con này vào xong đứng lấp chỗ trống đi. Còn rất nhiều điểm nữa, chẳng lúc đấy mình có thể tìm thêm dấu ấn cung rồi chắc không cần nữa. Giờ như kiểu bây giờ con sau thì toàn ghép con cung nên không cần nữa. Này lên tạm một con lên hải tặc tiếp không nhỉ? Tôi tập trung ghép cho xong con kia đã. Để ghép tiếp con ninja tiếp. Chưa cả lên cao địch nó càng khỏe nên ra đánh nó càng vất vả ấy. Nhiều tu sĩ quá vất bớt thôi, tầm này cũng không cần nhiều nữa. Này cái này xem đủ Rubik chưa nhỉ? Lên được quả đen nhưng vẫn chưa đủ Rubik để lên nốt. Lại phải chờ đợi đến đây mở Rubik tiết xem được bao nhiêu, được 6 thì đủ này, 6 đủ lên với Inra này. Mấy cái chế độ này mới đủ sức ép Inra sớm này, lên tiếp truy tung giả đi. Làm mới tiếp mình kiếm thêm một số tướng thì cũng chả nên thêm con thuật sĩ, ghép thêm con hải tặc nữa cũng được.
Rồi cái này bỏ bớt đi tí xíu thì để hơi nhiều tu sĩ. Lên được tiếp con xạ thủ lên lính nhỏ đi. Giờ cho tấn công tạm đi đã. Tầm này ghép nhiều hải tặc là nhanh nhất, tôi ghép thêm một con Hydra nữa cho yên tâm. Tầm 2 con Hydra bắn là sướng ấy mà. Lên con sát thủ tiếp. Nhiều tu sĩ thế không biết à. Đây chắc là bỏ pháp sư lên thêm con hải tặc thôi nhỉ. Hay để thêm. Nếu để thêm thì bỏ bớt tu sĩ đi. Đây được con thuật sĩ tiếp này. Thôi bỏ bớt đi. nhiều pháp sư quá rồi. Đây lên tiếp là con xạ thủ tiếp này. Lên trinh sát trước đi. 6 Rubik có mở thêm một ô nhỉ. Chưa đủ mở thêm ô. Về tối số tối đa đang tối đa hiện tại thôi. Có thể mở thêm một ô nữa. Đấy, tiếp con truy tung giả tiếp đi. Đây con ninja lên này kẻ báo thù đi. Này mở nốt ô cuối à, vẫn còn ô nữa. Thế mở nốt hai ô cuối, là nào đang ghép tướng còn lâu. Cho vào cho đông tướng đấy. Ra nhiều cái này quá trời ghép thêm Indra nữa. Ô lại ra đạo tặc tiếp rồi. Ra nhiều quá nhỉ, tôi tấn công đấy. Này lên con vũ nữ đi, lên hình thợ săn đi. Lên cung thủ thần bí cho nó gọn gọn vị trí đó. Để cho con này vào trong. Này lên tiếp ninja tiếp này. Này có thể lên tạo con hải tặc đi cho nó gọn đi cũng được. Này cho ninja vào trong. Tôi bỏ bớt con này đi thôi, bỏ bớt con này nữa. Lên thêm con thuật sĩ tiếp đi. Lên sát thủ lam bạc, chắc lên thêm con hải tặc nữa đi. Chứ nghe chừng ghép về còn lâu lắm. Túi lựa chọn không biết có nhiều nhỉ, hết túi lựa chọn mất rồi, tấn công tiếp đi. Cứ đánh vậy cũng đủ sức để win rồi đấy, chẳng qua mình đánh thêm cho yên tâm thôi. Nhiều con không dùng quá cứ ra. Lên tiếp con ninja tiếp. Lên lên thêm một kẻ báo thù nữa đi. Mấy cái này bỏ bớt đi, nhiều quá rồi. Tập này số ô biết là mắc chưa nhỉ? À, mở nốt ô này là mắc này. Thế tổng cộng ở đây mở được 12 ô là tối đa nhé. Tao cho nốt cái này vào đứng trong, quên chưa kịp cho vào. Đến giờ mình chưa cho tướng vào tự động nó sẽ đánh tiếp. Nó chỉ có thời gian quy định ở chỗ này thôi. Cửa 20 là cửa cuối thì chắc không ghép kịp thêm con đi, không ghép kịp thêm con nữa đâu. Thế đánh nãy giờ ghép chưa xong. Cho thêm cái này vào cho đông tướng nữa này. Để xem bây giờ cố thêm con Hydra nó kịp không nào. Không thì chuyển sang quay sang hải tặc thì nhanh hơn. Đây Indra này đang có, đây có này, nếu lên con liễu kiếm thì có thể hy vọng được. Xem có lên liễu kiếm không nào. Toàn giáp con này. Các bạn túi lựa chọn mình không có nhiều. Đấy có thể mua một túi lựa chọn trong cái chỗ này cho ghép cho dễ được. Nên bớt sát thủ lang bạc cho rộng chỗ đi.
không ra con cung thì nó hơi khó. Không ra được cung. Ra mình chỉ cần thêm một con liễu kiếm, một con biệt kích thôi được. Nhưng các bạn lại mình không ra cung nên nó hơi khó. Thì ra đánh thì thừa sức win rồi mà. Vẫn không chịu ra cung thì sao? Ồ đùa nhau, không ra cung thật. Không ra cung thì thôi. Đi tìm nốt không ra thì thôi. Thật sự nó không ra cung đâu. Đây có cung này. Đây lên hình liễu kiếm này. Mình còn mỗi túi lựa chọn, vẫn cần thêm con cung nữa. Chật quá. Nhất thì không cho mình con cung nữa. Ở đây có cung này. Đây cung này nữa là lên thành biệt kích này. Lên này quả đen lên này ít được ra. Vứt vào gấp không nó đánh mất. Rồi xong rồi đây. Rồi, đội hình về tương đối đấy, chuẩn tấn công đi. Thời gian gấp rút quá, ghép không kịp thêm. Nhưng ghép được 7 con cung nhé. Đúng ra ghép là nhiều hơn nếu mà ghép hải tặc đấy. Nhưng mà thôi ghép Inera nó chất hơn. Nói chung kiểu gì kiểu nó sẽ win đấy mà. Thế nói chung đấy video, cái đoạn này sẽ kết thúc lại cái video hôm nay nhé. Đại khái là chúng ta giới thiệu lại một chút, cái nhiệm vụ liên quan đến cái vé chiến đấu liên quan đến con người mẹ, cũng như là ghép thực tế con người mẹ một chút cho bạn xem đánh trong hầm ngục đúng không? Là cái gì mình muốn chia sẻ trong video hôm nay. Còn bây giờ kết thúc video ở đây. Thì nếu bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong các cái video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.